Vâng, anh Thanh Ngọc Lĩnh xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại em đang ở nhà anh Phương ạ, anh Phương ở Hải Dương đây. Thì hôm nay bên em setup cho anh một bộ karaoke rất là đẳng cấp đến từ thương hiệu JBL các bác nhá. Đó, thì hiện tại em sử dụng một đôi loa JBL 926 và một quả súp 4718. Đó. Kèm theo đó là một con đẩy cờ đao Microtech 1200 các bác ạ. Một con vang V6 và một bộ mic bio vỉ tím các bác nhé. Con gầm kia đánh súp ạ. Và cũng cảm ơn anh Phương đã tin tưởng đến âm thanh Ngọc Lĩnh và ủng hộ âm thanh Ngọc Lĩnh nhá. Các bác có nhu cầu sử dụng những cái bộ dàn âm thanh cao cấp thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0975964123. Sau đây mời các bác nghe một đoạn nhạc nhé. Dàn 15 cho đến 300 triệu các bác nhá. Cảm ơn các bác đã xem video.